Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố hôm 26 tháng 7 rằng ông sẽ không tiếp tục nắm giữ ghế thủ tướng, kết thúc gần 4 thập kỷ trên cương vị cao nhất chính phủ của quốc gia Đông Nam Á. Vậy người thay thế ông là ai? Tuyên bố được đưa ra chỉ sau vài ngày khi Đảng Nhân dân Campuchia mà Thủ tướng Hun Sen cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia. Người thay thế vị trí của ông Hun Sen nhiều khả năng sẽ là ông Hulmanet, 45 tuổi. Hulmanet là ai? Ông Hulmanet sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 1977, là con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ông Hulmanet đã kết hôn với Pich Chanmuni, con gái của một chính trị gia Campuchia nổi tiếng. Hai người đã có 3 người con. Thừa hưởng nền giáo dục phương Tây, ông Hulmanet lớn lên ở Phnom Penh, nhập ngũ vào năm 1995, rồi đi du học các bậc cao hơn ở Mỹ và Anh. Vào năm 1999, ông là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Lục quân West Point, học viện quân sự danh tiếng hàng đầu thế giới. Sau đó, ông cũng có bằng thạc sĩ Đại học New York của Mỹ vào năm 2002 và bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Bristol vào năm 2008. Sự nghiệp quân sự và chính trị. Ông Hulmanet được thăng chức trong lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, trở thành phó đội cận vệ của cha mình, chỉ huy chống khủng bố, chỉ huy quân đội và phó tổng tư lệnh. Ông Hulmanet nhận quân hàm thiếu tướng năm 34 tuổi và được phong đại tướng năm 41 tuổi. Ông cũng trở thành trưởng ban thanh niên của Đảng Nhân dân Campuchia, cầm quyền và tham gia ủy ban thường vụ của đảng này. Vào tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Hun Sen đã khẳng định con trai cả sẽ là sự lựa chọn của ông để làm người kế nhiệm, lãnh đạo đất nước và Đảng Nhân dân Campuchia đã sớm tán thành việc ông Hulmanet là Thủ tướng tương lai. Quan điểm chính trị, ông Hulmanet đã có một vài cuộc phỏng vấn với truyền thông và một vài tiết lộ về tầm nhìn của ông với Campuchia cùng 16 triệu người dân của nước này. Ông Hulmanet tránh những bài phát biểu dài dòng trong quá trình vận động tranh cử. Trong một cuộc vận động tranh cử lớn hôm thứ Sáu, ông nói rằng lá phiếu cho Đảng Nhân dân Campuchia là ủng hộ cho một tương lai tươi sáng và đồng thời đưa ra lời cảnh báo về những âm mưu cực đoan không xác định với mục đích phá hoại cuộc bầu cử. Năm 2015, ông Hulmanet chia sẻ với đài truyền hình quốc gia Australia rằng Campuchia phải giữ gìn hòa bình, ổn định và an ninh bằng bất cứ giá nào. Liệu Hulmanet sẽ có phong cách lãnh đạo khác với cha mình? Việc Hulmanet được bầu làm thủ tướng sẽ thu hút nhiều ánh nhìn. Ông Hun Sen từng chia sẻ rằng ông hy vọng người thay thế mình sẽ có cách lãnh đạo riêng. Khi được tờ Phnom Penh hỏi rằng liệu con trai có thể lãnh đạo theo cách khác không, ông Hun Sen đã cười. Bằng cách nào? Bất kỳ sự khác biệt nào như vậy, có nghĩa là phá vỡ sự hòa bình và hủy hoại những thành tựu của thế hệ cũ, ông Hun Sen nói. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.